2, 1, bơi. Úi, anh Hùng ở đây sớm ạ. Ok. Tấm này nó thoáng mà. Rồi, bạn nào cảm thấy mình mệt thì cứ chậm rãi được nhá. Không cần phải đua đâu, đường còn dài. Úi, thường nhất cả. Thường kinh nha. Tí nữa lại thở dốc này. Ê, Phong ơi, đủ rồi Phong ơi. Phong. Thường quay vòng 2 nào Thường ơi, cẩn thận giữ sức không tí mệt lại bỏ cuộc ấy nhá. Rồi, bạn Long quay vào vòng 2 nào. Kinh quá, Thường kinh quá nhỉ. Thường bơi tốt, mai nhặt vào thi chung kết luôn. Thằng này nó bình thường nó bơi sốc nó nhanh mà, coi như là nay mới tập được bơi bền. Rồi, Nguyên tốt đấy, Nguyên cứ duy trì bình thường nhá. Quay thầy vòng 2 nào. Tú sang bẻ bé cho thầy khoảng 15 phút nhá. Cho các bạn thi xong và xuống chơi nhá. Dạ. Nóng mà anh. Anh sang cái bẻ bé xong nó có cái cầu thang ở góc bẻ ấy. Anh gác cái chân lên thở anh Hùng ạ. Kinh quá nhỉ. Thường. Cẩn thận đấy nhá, giữ sức đấy không tí nữa là bỏ cuộc. Mình lo thằng đấy nó bỏ cuộc ấy. Tính nó hấp tấp lắm. Rồi, quay vòng 3 nào, đan vòng 3 nào. Đan bơi nhanh để thầy tính cả với cái nhóm kia đấy nhá Đan nhá. Chứ không phải thi với mấy các bạn ở đây đâu. Thi cả hai luôn đấy nhá. Rồi, quay thầy vòng 3 nào. Thường bơi kinh nhỉ. Nhanh hơn bạn nó cấp 2. Hơn là chắc, bọn bé nó toàn hơn mà. Nhưng mà được cái mà cho vào thi cái chung kết cái nhóm ấy. Đang có một đứa nản nó muốn bỏ. Thường mà nay thành tích tốt nó cho vào. Thôi, Phong đủ rồi. Rồi Phong sang bẻ bé Phong ơi, sang bẻ bé cho mắt. Phong sang bẻ bé Phong ơi. Thường vòng 4 nhá. Rồi, Thường phải căn đấy không là mệt đấy. Tú ơi. Sang bẻ bé đi. Thôi à, tí nữa mới xuống à? Đang cổ vũ à? Đang cổ vũ à? Rồi, bạn Đan quay vòng 4 nào. Yến quay vòng 4 nào. Yến nó vừa gơi cho chéo vậy, cho gì cho nó xa vậy. Một làn thôi. Rồi, bạn Long tốt, bạn Long quay vòng 4 nào. Rồi, bạn Ngân với bạn Khánh duy trì nhá. Này là ok rồi, cứ duy trì đều với thầy nhá, chậm rãi thôi. Ngân quay vòng 4 nhá, rồi tốt. Bạn Khánh quay vòng 4 nào. Khánh quay vòng 4, rồi. Thường quay vòng 5 nhá. Rồi bạn Mai quay thầy vòng số 4 nào. Mai vòng 4. Người quay vòng 4. Thường khá quá nhỉ. Thường qua vòng 6 nhá. Thường nhất rồi. Thường qua vòng 6 rồi Thường ơi, vòng 6 nào.
Rồi bạn Nguyên rất khá, bạn Nguyên cứ duy trì đều thời nhá, ok đấy. Còn Yến, Yến ơi, Yến, bơi bơi tránh cầu thang ra, cứ đâm thẳng vào vậy. Đan quay vòng 6 nhá. Nguyên quay thẻ vòng 4 nhá. Yến quay vòng 6 nào. Yến ơi tăng tốc lên tí, Yến ơi tăng tốc lên. Long quay vòng 6 nhá. Thường quay vòng 7 Thường ơi. Thường ơi, quay đây Thường ơi, vòng 7 nào. Ngân vòng 6. Kính đừng để chạm vào người đấy, nó sướt. Thả động kia đi, thả động kia đi. Thường ơi, bơi lên gần về nơi này. Thường quay vòng 7 đi. Bơi chậm lại đi. Mai quay vòng 6, Mai quay vòng 6. Nguyệt quay vòng 6. Bạn Đan vòng 7 nhá, bạn Đan đang dẫn đầu đấy. Yến vòng 7 nhá. Thường quay đi. Thường ơi, Ngân nó về nơi này. Xuân ơi Xuân. Xuân ơi. Đan chuẩn bị quay vòng 8 nhá Đan nhá, tăng tốc một tí Đan ơi. Đan vòng 8 nào. Yến quay vòng 8 rồi, Yến ơi tăng tốc lên, Yến ơi bơi chậm quá, tăng tốc lên. Tông à, anh kia mà quay nhanh rồi bơi hẳn đứng tại chỗ. Biết rồi, mình bắt đầu nghi ngờ rồi. Long quay vòng 8 nha. Thằng tạo buồn cười. Thằng đấy nó chỉ gọi nó bơi sốc hai vòng. Đối hẳn rồi là bắt bơi có thiếu bơi nữa kìa. Ủa mấy mấy. Thường trượt rồi à? Trượt rồi. Nhất nhất cứ không bơi bơi rõ là nhanh. Đấy rồi, chị Ngân đây này, cái bình tĩnh cuối cùng chị Ngân chị bơi được cái này. Ngân quay vòng 8 nhá. Chị Ngân bình tĩnh rồi, chị Ngân là đang nhất 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 nhóm đấy đấy. Mai vòng 7 nhá. Đấy Ngân lại được nha, cứ chậm chậm. Khánh vòng 8 nhá. Mai quay vòng 8 nhá. Nguyệt quay 8 nhá. Nhớ Nguyên là 5 thôi nhỉ. Rồi cứ từ nay cho thử sức tí.
Rồi, Đan quay vòng 10 nào. Yến quay vòng 10 nào. Hai bạn tăng tốc lên cho thầy tí nào. Thôi Mr. Thường cho hôm sau thi lại nhá. Thằng đấy thì mai cho nó thi ngắn thì ok. Bỏ các bạn hắn vòng rồi xong cuối cùng thôi. Trượt. Thôi Thường sang vẻ bé đi. Ngân lại khá đấy nhỉ, ngân chín đấy. Phong qua chụp ảnh rồi Phong nhỉ? Ờ, chụp ảnh rồi đấy. Không, Phong chắc hay tầm 25 26 phút. Ừ. Ok rồi. Với bạn Ngân vòng 10 đấy, Ngân cố lên nhá. Ngân cứ vơi vậy là ok đăng nhất đấy. Yến Đan 11 nha. Đan Yến 12. 6 vòng nữa nha, cố gắng thế nào. Bứt tốc lên đây, tăng tốc lên. Ngân 11 à? Được phết đấy. Còn hơn cả Khánh đấy cơ mà. Khánh dưới anh vòng đấy. Long 12 nhá. Rồi Ngân cứ duy trì đều vậy thầy nhá. Ok đấy. Ngân còn 6 vòng nha, cố gắng lên. Ngân coi thầy vòng 12 nào. Đấy, cứ kiên trì như vậy là ok. Xuân Sơn cứ bơi ngang đi, các bạn tránh được mà, cứ bơi đi. Mười bốn nào, Đan với Yến 14 nhá. Nhanh lên chút nữa Đan ơi, tăng tốc lên chút nữa là Đan. Thank you.
Ngân quay vòng 13 nhá. Khánh quay 12, Khánh ơi 12. Long 14 nha. Đan Yến 15 nhá. Nguyên vừa vơi vừa chơi. Nguyên vừa mới 6 hay 8? Phải đậu sau vào đây nhá. 8, 8, Nguyên quay vòng 8 nào Nguyên ơi, quay vòng 8 nào. Vòng 8 quay đi, quay đi. Ui thằng Đạt nó xuống chưa? Đạt nó xuống chưa? Cái bé kìa. Ngân 14 nhá, Ngân cố lên. Ngân còn 4 lượt nữa nha, Ngân cố lên. Ờ, vậy thôi. Đào không tuyệt à? Nó đâu phải nó khỏe à? Mười... 16 nào Đan ơi, 2 vòng nữa nha, về đây nữa là cuối cùng hết kết thúc nhá. Hôm nay đến muộn rồi. Đi vòng quá, trời ơi sao không để ý à? Đi vòng quá. Đây. Hôm nay đến sớm này. Sao đấy? Bác đợi con Đức cũng đi xe, con Đức đi đâu rồi? Thầy ơi, có cái kính không cho nó bẩn gì, cái kính này nó rất bẩn. Biết cả. Đây, đây đây có khởi động xong chưa? Vâng, xong rồi. Cho đây nào, cho đây, cho đây ngồi cho nó để một đôi đá nhá, ngồi cho chân quá. Ngân ơi, 2 vòng nữa Ngân ơi. Khánh đuổi cùng rồi ạ. Bắt đầu 2 vòng cuối nào. 2 vòng nữa, Ngân ơi, vào 2 vòng cuối nào. Đến về đích nào Ngân ơi. Đang về đích nào. Đang về đích nào. Nóng không? Thở đi, thở tiếp đi. Thở tiếp đi. Bạn Long về đích nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhật. Long về đích rồi Long ơi. Long về đích nào, nhìn đâu đây, ngó nghiêng gì đây. Ngân về đích nào. Rồi, bạn Long về đích nào, chạm tường nào. Rồi, bạn Long hoàn thành nhá. Mấy bạn bơi, bạn, ba bạn bơi nốt về kia thầy đi, bơi nốt về kia. Bơi nốt hoàn thành đi, bơi nốt về kia đi. Bơi tiếp một vòng về kia đi. Xong rồi đấy. Ngân về đích nào Ngân ơi. Khánh cũng gần đuổi kịp sao nhỉ? À kém hai vòng à? Ngân về đích nào. Yến xong rồi đó. Bơi nốt thầy về vòng kia đi. Rồi bạn Ngân về đích rồi nhá. Rồi chúc mừng bạn Ngân này rất là tốt đấy. Chắc phải 20 phút anh ạ. Về nhà xem lại chính xác. Khánh hai vòng nữa nhá. Đây ra xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ngân đây, xuống đây Ngân. Rồi này là quá ok rồi đấy, hơn thường, hơn Khánh rồi đấy. Thường. Em biết tốc độ đấy chứ không thằng nào theo. Em biết cái tính của nó rồi. Không. Cái bọn đấy nó có cái bọn nó bơi vừa nhanh như vậy vừa bền cơ. Đấy thì em phải đinh hôm nay hôm nay thằng này khá đấy nhỉ, có khi cho nó vào thi cuối cùng được vậy. Khánh hai vòng nữa nhá. Mai hai vòng nữa nhá. Khánh hai vòng nữa nào. Và đây là hết nhá. Quay tiếp đi, quay luôn đi Khánh ơi. Mai quay về đây nữa là hết nhá. Bơi về kia đi. À, mấy bạn bơi về vào đầu kia thầy xong là thở nghỉ. Bơi thêm một vòng nữa chậm chậm nào. Nguyên bơi tiếp Nguyên ơi. Nguyên ơi 12 nào Nguyên ơi. Nguyên còn 5 6 vòng nữa là kết thúc rồi Nguyên, nhanh lên bơi đi. Nguyên. Bơi nốt đi. Đấy Ngân này là được cái chứ. Mười bảy vòng. Bơi nhanh quá mà. Thế nó là vấn đề đấy. Mình rồi bạn Mai về đích nào. Rồi ok Mai thở đi. Bơi vòng nữa được Mai, bơi về vòng nữa được. Khánh về đích nào. Ừ, xong rồi đây, bơi nốt vòng nữa về ăn được. Bơi sang đây thở. Khánh về đích nào.
Rồi, thường là ok rồi. À, rất là ok rồi. Không, thằng thường kia mà nó rèn nó bơi cũng kinh đấy. Cái này có phải là do yếu không? Không phải do cái thằng này, tính nó chỉ biết ở đây. Tính là nó rất là hấp tấp nên nó